chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau thời gian dài rét đậm, rét hại diện rộng, nhiệt độ có nơi xuống âm độ C. Đến ngày 26 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt, trời rét, có nơi rét đậm. Ở khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, có nơi dưới 6 độ C. Khu vực này đêm không mưa, ngày nắng. Từ khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận, mưa vài nơi, trong đó khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong đó Đông Nam Bộ trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Nam Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm thời tiết dễ chịu, đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ sáng trời lạnh. Kiểu thời tiết này còn duy trì đến Tết Dương lịch, thậm chí có những ngày nhiệt độ thấp nhất đạt 19 đến 20 độ C. Trên vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngoài ra, ngày và đêm 26 tháng 12, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Ngày và đêm 27 tháng 12, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao 6 đến 9 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 23 đến 26 độ C, phía Nam 27 đến 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu có mây, không mưa, trời vẫn nắng nhiều, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 32 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.